Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ ổn định, nên trong tối và đêm nay, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù đan xen lẫn lộn. Nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ 19 cho đến 20 độ. Sang đến ngày mai thì khối không khí lạnh sẽ suy yếu dần, tuy nhiên gió đông nam ẩm vẫn hoạt động mạnh, khiến cho toàn khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ xuất hiện mưa và mưa rào. Đặc biệt là tình trạng sương mù sẽ bao phủ ở khắp nơi khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp. Do vậy, khi lưu thông, các phương tiện cần di chuyển chậm, giữ khoảng cách an toàn và bật đèn vàng sương mù. Hà Nội đang bước vào tiết lập xuân nên cả ngày mai trời sẽ có mưa phùn kèm theo sương mù. Biên độ nhiệt trong ngày không tăng nhiều, nhiệt độ giữa ngày và đêm sẽ dao động trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ. Không khí với độ ẩm cao trên 90% khiến cho trời nồm và ẩm ướt. Để có thể hạn chế được tình trạng này, quý vị có thể sử dụng máy hút ẩm hoặc bật điều hòa ở chế độ hút ẩm. Ngoài ra có thể lau nhà bằng khăn khô và hạn chế mở cửa hoặc là bật quạt vì cách làm này sẽ khiến cho nền nhà càng trở nên ẩm ướt hơn. Và sau đây sẽ là thời tiết chi tiết của các khu vực ở Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ, Đan Phượng cho tới Chương Mỹ, nhiều mây, có mưa và mưa rào, nhiệt độ dao động từ 20 cho đến 23 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín cho đến Mỹ Đức với nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 21 cho đến 23 độ. Với khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, trời nhiều mây, có mưa và mưa rào, có nơi có dông, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ. Tại vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, nhiều mây, có mưa và mưa rào, có nơi có dông, nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ. Còn tại trung tâm thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa và mưa rào, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ. Còn bây giờ sẽ là phần dự báo chi tiết của Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại!